chỉ một buổi thôi mà cái da chị nó giảm được 80% như thế này rồi á. Rồi các cái bao mạch đỏ hồi trước á bây giờ nó mờ luôn nè, căng bóng sáng mịn hơn nữa chứ. Chị không nghĩ là có một cái công nghệ nào mà nó hiện đại nó giúp chị trị được cái căn bệnh mà trời nó theo chị mấy năm nay. Mừng ghê luôn á. Các nốt giãn mau mạch đã không còn nữa, trả lại cho mình đó là một làn da rất là tươi sáng. Từ lúc mà mình có cái làn da như thế này thì mình thấy cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Thay đổi trước nhất đó chính là bản thân mình tự tin hơn, năng lượng hơn. Và thứ hai đó chính là cuộc sống của mình thay đổi, kinh doanh thuận lợi hơn này, rồi là giao tiếp thuận lợi hơn, và đặc biệt là mối quan hệ vợ chồng. Từ lúc mà vợ sinh hơn là chồng mình cũng yêu chiều vợ hơn rất là nhiều. Đợt vừa rồi hai vợ chồng còn đi du lịch với nhau nữa. Đó, những cái điều mà trước đây mình chưa bao giờ dám mơ tới thì bây giờ Ohio đã mang lại cho mình. Chị dứt điểm giãn mau mạch chỉ có thể là Ohio.